Tổng thống Donald Trump đã lập nên kỳ tích trên mạng xã hội, dù chưa có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Chiều nay, mùng 3 tháng 11 theo giờ Việt Nam, nước Mỹ chính thức bước vào cuộc bầu cử Tổng thống 2020. Theo đó, người dân Mỹ đã chính thức đi bỏ phiếu bầu Tổng thống cho 4 năm tiếp theo, lựa chọn giữa hai ứng viên là Tổng thống Cộng hòa Donald Trump hoặc đại diện Đảng Dân chủ Joe Biden. Kết quả ban đầu cho thấy ông Trump-Biden chia nhau chiến thắng ở hai điểm bỏ phiếu đầu tiên. Biden giành chiến thắng tuyệt đối với 5 phiếu tại thị trấn Dixville Notch thuộc bang New Hampshire, trong khi tổng thống Donald Trump giành chiến thắng với 16 phiếu bầu tại thị trấn Moosefield. Xét tới thời điểm hiện tại, mặc dù kết quả của cuộc bầu cử này vẫn chưa ngã ngũ, tuy nhiên, nếu xét về sự yêu thích trên mạng, chiến thắng rõ ràng đã thuộc về một người mà rất dễ nhận thấy, tổng thống Donald Trump đang bỏ xa đối thủ Biden trên mặt trận mạng xã hội. Twitter là mạng xã hội mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng nhiều nhất và luôn coi đây là một mặt trận quan trọng cho các phát ngôn và động thái chính trị của mình. Mới đây thôi, lúc 2 giờ sáng theo giờ địa phương của ngày bầu cử chính thức, ông Trump vẫn tranh cử quyết liệt trên Twitter. Đăng tải thông điệp trên Twitter vào 1 giờ 45 phút sáng, Tổng thống Trump chia sẻ video những khoảnh khắc đáng chú ý từ các chiến dịch của ông. Ông chủ Nhà Trắng đã chạy xô đến 10 cuộc meeting qua hàng loạt bang chiến trường chỉ trong hai ngày trước bầu cử gửi đến tất cả người ủng hộ của chúng tôi cảm ơn mọi người từ đáy lòng các bạn đã có mặt từ buổi ban đầu và tôi sẽ không bao giờ khiến mọi người thất vọng hy vọng của các bạn là hy vọng của tôi ước mơ của các bạn là mơ ước của tôi và tương lai của các bạn là điều mà tôi đang đấu tranh từng ngày ông Trump viết trên Twitter gửi đến những người ủng hộ trung thành. Ông Trump đã hoạt động trên Twitter từ năm 2009. Hiện tại, tài khoản Twitter chính thức của ông có 87,3 triệu lượt theo dõi. Con số này cao hơn rất nhiều so với 11,8 triệu người theo dõi ứng viên Tổng thống Joe Biden trên Twitter. Khi còn là phó Tổng thống dưới thời ông Barack Obama, ông Biden còn sử dụng một tài khoản khác có tên Phó Tổng thống Biden do chính quyền quản lý với 2,5 triệu người theo dõi. Tổng cả hai tài khoản này thì lượt theo dõi vẫn chỉ bằng 1 phần 5 ông Trump. Ông Trump có thể xếp vào nhóm nghiện Twitter khi mỗi ngày đều đặn đăng, đăng hàng chục bài viết lên mạng xã hội này. Theo thống kê của trang web Trump Twitter Archive, giai đoạn trước khi tranh cử Tổng thống Mỹ, ông đăng khoảng 22 bài viết mỗi ngày. Số lượng này giảm đi một chút khi ông bắt đầu tranh cử 15 bài, giảm rõ rệt trong quá trình chờ nhậm chức và năm đầu tiên làm Tổng thống, 5 đến 9 bài một ngày. Tuy nhiên, từ giữa năm 2018 thì lượng tweet mỗi ngày của ông Trump tăng dần và đạt tới 33 bài viết một ngày trong khoảng tháng 1 đến tháng 6 năm 2020. Thống kê của tweet bài đời cho thấy tài khoản của ông Trump đã đăng tổng cộng 45.000 bài viết. Trong khi đó, tài khoản của ông Biden dù tạo sớm hơn từ năm 2007 chỉ đăng khoảng 5.400 bài và chủ yếu là đăng lại, retweet tại mặt trận Facebook. Theo tờ New York Times, dẫn thống kê từ nền tảng dữ liệu CrowdTangle cho biết, trong 30 ngày qua, tính từ hôm 23 tháng 10 trở về trước, trang Facebook chính thức của ông Trump đã nhận được 130 triệu lượt tương tác, chia sẻ và bình luận. Trong khi đó, Facebook của ông Biden chỉ nhận được 18 triệu lượt tương tác. Đây là khác biệt rõ rệt về sức tương tác giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ trong quãng thời gian 30 ngày gần đây, tính từ hôm 23 tháng 10 trở về trước. 30 ngày trước đó, lượng tương tác mà Tổng thống Trump nhận được cũng hơn hẳn ông Biden. Cụ thể là Tổng thống đạt 86 triệu, còn ứng cử viên Biden là 10 triệu. Một trong những thông số quan trọng nhất, nhưng không được Facebook công khai, là lượng tiếp cận Rich. Con số này có thể cho thấy sự hiệu quả khi các ứng viên truyền đi thông điệp của mình, nhất là khi lượng chia sẻ trực tiếp trên Facebook ngày càng giảm. Trong bài viết trên The Conversation, nghiên cứu sinh Tiến sĩ Tristan Hothem cho rằng, lượt xem video có thể là chỉ dấu hiệu quả thay thế cho lượt tiếp cận, bởi video trên Facebook được chạy tự động. Số liệu của Crowdtangle cho thấy, lượng xem video đăng trên trang ông Biden là hơn 130.000, ít hơn nhiều con số hơn 440.000 của ông Trump. Xét kỹ hơn về các lượt tương tác tỷ lệ thả tim cho các nội dung của ông Trump đã tăng trong khoảng thời gian 2016-2020. Trong khi đó, bài viết của ông Biden giảm cả về tỷ lệ thả tim và tức giận, nhưng lại có nhiều cảm xúc buồn hơn. Lượt tương tác trên Facebook vẫn rất quan trọng và ở cuộc đua này, ông Trump lại một lần nữa chiến thắng, ông Hotham kết luận. Trên mặt trận Instagram. Ông Trump cũng đánh bại đối thủ Biden với số người theo dõi và lượt tương tác khủng. Trong 30 ngày qua, tính từ hôm 23 tháng 10 trở về trước, các bài đăng của ông thu hút 60 triệu lượt thích và bình luận, gần gấp đôi con số 34 triệu của ông Biden. Trong giai đoạn 30 ngày trước đó, lượt tương tác của ông Trump và ông Biden lần lượt là 39 triệu và 13 triệu. Theo ghi nhận của Social Blade, trên trang uy tín theo dõi dữ liệu hoạt động trên mạng xã hội và YouTube, tổng thống Donald Trump cũng dẫn xa so với cựu phó tổng thống Joe Biden trên nền tảng video hàng đầu này. Cụ thể, loạt video của tổng thống Trump trong vòng 30 ngày gần nhất đạt được 207 triệu lượt xem, còn ông Biden là 29 triệu. Thống kê cho thấy, tuần nhận được nhiều tương tác nhất của tổng thống Donald Trump trên Facebook và Instagram chính là tuần đầu tháng 10, thời điểm ông nhập viện vì COVID-19 người hâm mộ đã tìm đến tài khoản mạng xã hội của ông để gửi lời chúc mau chóng bình phục. Trên YouTube, ngày nhận lượt xem kỷ lục của Tổng thống Trump vào hôm 20 tháng 10 với gần 22 triệu lượt. Mặt trận mạng xã hội duy nhất mà ông Joe Biden vượt trội hơn chính là Twitter. Theo trạng Axios, gần đây, thống kê trung bình lượng retweet và bình luận cho thấy cựu phó Tổng thống Joe Biden đã dẫn trước Tổng thống Trump. Tất nhiên, theo New York Times, việc tổng thống Trump bỏ xa đối thủ Biden trên mạng xã hội cũng không đồng nghĩa với việc ông Trump chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Ở một diễn biến khác cũng có lợi cho tổng thống đương nhiệm Donald Trump, thị trường chứng khoán đón nhận tín hiệu tích cực vào giờ phút cuối. Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua theo giờ Việt Nam bất ngờ tăng mạnh trở lại sau một tuần chịu áp lực bán mạnh. Sức cầu tăng vọt đối với hầu hết các cổ phiếu từ công nghiệp, công nghệ cho đến dịch vụ. Bất chấp diễn biến của đại dịch Covid-19 vẫn đang xấu đi, chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ quay đầu vọt hơn 420 điểm trong phiên khởi đầu tháng 11, ngày trước thêm ngày bầu cử mùng 3 tháng 11. Chỉ số chứng khoán tầm rộng của Mỹ S&P 500 tăng 1,2%, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến thêm 0,4%. Đây là diễn biến tích cực hiếm hoi trong hơn một tuần qua trên thị trường chứng khoán Mỹ, một thông tin tốt lành đối với ông Donald Trump. Chứng khoán là hàn thử biểu dự báo triển vọng của nền kinh tế Mỹ và thường được ông chủ nhà trắng xem là bảng ghi nhận kết quả thành tích trong nhiệm kỳ của mình. Với cú bất phá đêm qua theo giờ Việt Nam, chứng khoán Mỹ vẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử và xóa bớt nỗi lo từ những dự báo cho rằng chứng khoán Mỹ sẽ sụt giảm với mô hình đỉnh kép, tín hiệu đáng ngại dành cho nhà đầu tư. Lợi thế trở lại với ông Trump khi thị trường dường như đã bớt lo ngại về khả năng cuộc bầu cử bị hoãn hoặc và tranh cãi tăng cao giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden. Kết quả bầu cử sẽ quyết định diễn biến của thị trường chứng khoán sau đó. Sự hồi phục trở lại của chứng khoán Mỹ còn nhờ những tín hiệu kinh tế tích cực. Đó là sự tăng trưởng bùng nổ của GDP Mỹ trong quý 3 với mức tăng 33,1%. Chỉ số sản xuất đạt đỉnh trong 2 năm và chi tiêu dùng phục hồi mạnh. và chi tiêu tiêu dùng phục hồi mạnh. Chứng khoán Mỹ tăng trở lại trong bối cảnh một số kết quả khảo sát cho thấy đã có những tín hiệu tích cực đối với ông Donald Trump. Ông Trump vừa lên ông Joe Biden ở một số nơi sau khi bị bỏ khá xa trong hầu hết các khảo sát trước đó. Theo Susquehanna Polling, ông Trump đang dẫn trước tại bang chiến địa Iowa. Còn theo ABC và Washington Post, Ông Trump cũng dẫn trước ông Biden ở bang chiến trường Florida với tỷ lệ 50% và 48%.